giải pháp bảo vệ cái ốp chân lên xuống hiệu quả cho các bác nhé. Đấy, chống xước cho các bác này và tăng độ thẩm mỹ cao. Thì nhiều bác hay sử dụng cái ốp dạng inox ấy, thế là nó sẽ có cái lớp hở ở đây và nó sẽ bám cái bụi này. Đấy, bám bụi sau thời gian sử dụng này nó sẽ bị hỏng ố hết cái này. Còn giải pháp cho các bác là mình dán, đấy, dán đề can này nó sẽ giữ nguyên này và nó tăng cái độ thẩm mỹ, nó đẹp hơn nhiều so với các bác nhá. Mình vệ sinh cũng dễ và đặc biệt là nó không gây đứt chân đứt tay khi mà các bác, đặc biệt là các bác sử dụng cái ốp inox ấy, nó cái diềm này nó rất là sắc. Đấy, đặc biệt là khi mà trẻ con người ta hay cà nghịch này, rất hay bị đứt. Đấy, đây miếng này là chưa dán này các bác nhá. Đấy, còn đây là dán rồi này. Đấy, các bác nhìn thấy nó khác không, đúng không ạ? Đấy, chất lượng hơn đúng không, nhìn thẩm mỹ cao hơn nhiều đúng không ạ? Đấy, đấy, đây cái này là mình đã dán rồi. Đấy, thì đẹp hơn này. Đấy, bác nào mà cần tăng độ thẩm mỹ và đẹp cho xe thì các bác hãy qua Cala các bác nhá.